Bạn nào đã xem bộ phim hoạt hình Truy tìm Dory thì chắc hẳn sẽ nhận ra cô cá màu xanh Dory trên tay chị rồi đúng không nào? Nói về bộ phim, các em còn nhớ cô cá đãng trí Dory đã có cuộc phiêu lưu như thế nào không? Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ lại Dory và vừa nhớ lại hành trình tìm đường về nhà của cô nhé! Chúng ta cùng bắt đầu nào! Đầu tiên, chị vẽ một hình tròn, thêm một hình nhỏ hơn bên trong và chị vẽ thêm một hình tương tự như vậy. Từ mắt, chị vẽ một đường chéo xuống, nối tiếp một đường cong lên, một đường cong nhỏ. Và từ điểm đó, chị lại vẽ một đường cong xuống nữa làm miệng của Dory. Cách đường cong vừa vẽ một đoạn, chị vẽ một đường chéo lên, uốn xuống, rồi thêm một đường chéo nối về điểm ban đầu làm vây cá. Ở đoạn này, chị cũng vẽ một nét hơi chéo và một đường cong nối hai đầu. Nối tiếp phần miệng, ở chỗ mắt, chị vẽ một đường cong xuống trước vây. Thêm một đường cong song song phía trên. Ở phần dưới miệng, chị cũng vẽ một đường cong nối vào phần vây. Hai đường cong sang hai bên phía sau. Thêm một nét cong nối hai đầu làm đuôi cá. Chị vẽ thêm một chiếc vây nữa ở phía dưới bụng cá. Ở lưng cá, chị vẽ một đường cong xuống. Thêm một đường nối tiếp. Và chị vẽ một đường cong giống dấu hỏi xuống dưới vây. Sau đó, chị vẽ thêm một số chi tiết ở trong vây cá như thế này. Tương tự chiếc vây ở cạnh miệng. Những chi tiết ở đuôi cá. Ở phần vây trên lưng và dưới bụng, chị vẽ những đường kẻ song song nối tiếp nhau. Cuối cùng là những chấm đen nhỏ trang trí trên phần miệng cá. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Wow, một cô cá Dory rất rực rỡ và đáng yêu đúng không nào? Các em đã hoàn thành hết các bức vẽ của mình chưa? Đừng quên yêu thích và đăng ký kênh Boom Boom TV để ủng hộ chị nha! Cảm ơn các em rất nhiều! Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau! Bye bye!